Năm 2022, các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày càng được nâng lên. Vụ án được đưa ra giải quyết xét xử đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã chủ động ban hành chương trình cải cách tư pháp năm 2022 phù hợp với thực tiễn địa phương. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo cải cách tư pháp cung cấp để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp. Thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy về triển khai thực hiện nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 10 của tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các thành viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.